Vườn có bông hoa trà thơm ạ. Hàng này trà thơm là giống của Trung Quốc, nhưng mà hàng này là hàng mà Văn Giang Hưng Yên nhà mình trồng từ gọi cái một cái mầm như này cắt xuống, dâm xuống và ra được cái cây như này. Nên là nó thuần dưỡng rồi, đẹp không ạ? Tuyệt vời đúng không bạn? Bông của nó rất là to nha bạn nhé. To hơn cái lòng bàn tay của mình nhiều. Đấy. Đẹp không ạ? Nó có nhị nhé bạn nhé. Đây này, các cái nhị của nó. Tròn căng như những mâm xôi. Đẹp quá. Các bạn có nhu cầu và muốn mua các loại cây hoa trà, trà thơm giống này, cây như này gọi là cây choay choay, cây to nữa cũng có. Mà đặc biệt là hàng Văn Giang Hưng Yên trồng chứ không phải là hàng nhập tàu. Thì cái cây nó thuần dưỡng với khí hậu Việt Nam rồi, nên là bạn nhìn cái lá của nó cũng bóng bẩy, nó kiểu nó cũng đẹp, nhưng mà đẹp cái kiểu cọc cằn theo kiểu của Việt Nam chứ nó không mướt mát như là kiểu cây trà của Trung Quốc. Nhưng mà sức sống rồi mọi thứ của nó thì nó rất là khỏe vì nó đã thuần dưỡng khí hậu của Việt Nam rồi ạ. Đây, ví dụ như cây này quá đẹp luôn. Đấy. Các bạn có nhu cầu muốn mua nhá thì vui lòng alo ạ, 0977973535 bạn nhé. Cảm ơn bạn.